Hello anh em, mình đang ở khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Đây là nhà khách của khu bảo tồn. Ở đây thì nếu mà các bạn đi rừng ở khu bảo tồn thì các bạn có thể thuê phòng ở đây. Phòng ở đây giá cũng rất là hợp lý. Ở đây có một cái khuôn viên cực kỳ rộng. Ở đây cây cối rất là nhiều. Đây có một bụi lan. Đây là dáng hương tam bảo sắc. Bự ghê chưa? Cái này là kiếm. Nhớ trước đây ra hoa màu tím. Thì đây là kiếm lô hội. Đó. Còn cái này là ráng bay, hay còn gọi là tắc kè đá. Một loại ráng. Lên tốt nghe không? Không khí hôm nay rất là tuyệt vời. Tối nay sẽ đi rừng, hy vọng sẽ tìm được nhiều rắn. Ok, chờ đến tối ha. Khi mà đi vào trong rừng ấy các bạn, mà nghe thấy tiếng rào 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 như đang chuẩn bị mưa ấy. Các bạn nhìn xuống dưới mặt đất, các bạn sẽ thấy có một đội quân mối đang cần mẫn. Đây là các cái rung động do các cái con mối rung đầu để tạo ra. Trên cây đang có loài động vật gì đó mà mình nhìn không ra. Để mình zoom lại coi nó là con gì. Chỉ thấy mắt thôi, tại vì cái đèn của mình nó sáng tỏa nên không thể phát hiện được ra. Rồi ok, thấy rồi. Là cu ly. Cu ly nhỏ. Đây là một loài linh trưởng. Đó, ngay khi mà ban đêm các bạn mà soi đèn vào các cái loài động vật ấy, thì các bạn sẽ thấy mắt nó phản quang thì sẽ dễ phát hiện ra các cái loài thú ban đêm. Tại vì mình đang ngửa cổ lên nên giọng nó bị run run. Đó. Thật ra bên dưới này mình không nhìn rõ nó là con gì đâu. Thì khi mà mình zoom mình dùng máy quay mình zoom lên thì mình thấy Cú ly. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình thường các bạn nghĩ cú ly rất là chậm đúng không? Cú ly leo cây rất là đỉnh, rất là nhanh luôn. Đang ở trên cây khoảng tầm 12-13 mét. Mỏi cổ quá. Nóng quá, cái đèn của mình nó nóng quá. Mình đang bật đèn, đèn nó turbo lên. Chói quá, anh quay mặt đi rồi. Ok, thôi không làm phiền anh nữa. Đang ở trên độ cao rất là cao, khoảng tầm 14-15 mét. Đó, đây là chỗ mình đứng này.
Còn trên này là chỗ cô Ly đang đứng. Rất là xa. Zoom lại cho các bạn coi cái khoảng cách. Đó. Các bạn thấy máy zoom ghê chưa? Ở bên dưới mình còn không nhìn thấy. Đó là loài gì nhưng mà zoom lên là thấy. Thôi mà cổ quá. Đi tiếp đây. Ok. Bye bye. À, đây là con rắn thứ hai mình tìm thấy. Đây là một con rắn lục ruby. À, em thấy nó có bị cháy đoạn nào? Không. Không. Đây là một con rắn lục ruby. À, thông thường thì các bạn sẽ nghĩ là rắn lục nó chỉ có một hai loài thôi đúng không? Trên thực tế thì nó có rất là nhiều loài rắn lục. Ừ. Có loại thì đuôi màu đỏ, mắt màu vàng. Đây là loại rắn lục đuôi màu đỏ nhưng mà mắt màu đỏ luôn. Thì đó là cái đặc điểm nhận dạng dễ nhất của con rắn lục ruby này. Nó là một rắn rất là tiêu biểu, nó mới được mô tả gần đây thôi. Da nó có cái màu ánh xanh dương, nó khác với con rắn lục đuôi đỏ mà các bạn hay gặp. Con kia thì nó phổ biến hơn. Con này nó sống ở gần các cái con suối. Thì nó là một cái loài mà đến mãi sau này người ta mới để ý đến cái đặc điểm hình thái và người ta mới tách nó ra. Nó không có còn nằm chung chỉ nó không có nằm chung với lại con rắn lục đuôi đỏ thông thường nữa. Đây là một con rắn đực rất là đẹp. Ở trong tự nhiên thì đây là cái tư thế mà con rắn lục nó hay săn mồi. Nó sẽ thu cái đầu lại, sau đó nó sẽ chờ các cái con thằn lằn hoặc là nhái đi qua thì nó sẽ cắn, phóng xuống nó cắn. Rắn lục cắn rất là chính xác. Thường thì nó sẽ đoán được trước cái lần nhảy tiếp theo của con nhái hoặc là con thằn lằn. Ví dụ như là con thằn lằn nó đang chuẩn bị, nó chạy tới cái điểm tiếp theo thì con rắn nó sẽ cắn vào cái điểm tiếp theo chứ không phải là cắn vào cái điểm mà con thằn lằn đang đứng đâu. Đó là cái hành vi săn mồi và cái tập tính săn mồi của rắn lục. Thì thường ấy, các bạn thổi vào mặt con rắn thì nó sẽ rất là hung dữ, tại vì các bạn biết tại sao, nó có một cái luồng nhiệt rất là lớn nó phả vào mặt con rắn. Rắn lục nó dùng cái hốc nhiệt để nó nhìn các loại động vật, nó sẽ dùng cái hốc nhiệt. Còn nhìn các loại thằn lằn rắn thì nó sẽ dùng thị giác vào ban đêm. Khi các bạn soi đèn thì các bạn sẽ thấy cái con người con rắn lục nó sẽ khép lại, còn có một cái đường chỉ thôi. Thì đó là khi mà ban đêm thì nó sẽ mở toàn bộ cái con người ra, nhưng mà khi mà các bạn dùng cái ánh đèn các bạn soi thì nó sẽ phải khép con người lại vì cái cường độ ánh sáng của đèn của các bạn nó vượt cái ngưỡng mà con rắn có thể chịu được. Thì đây là cái tư thế nằm của con rắn này. Đó, con rắn sẽ táp khi mà các bạn thổi hơi vào mặt nó rất là nhanh. Con rắn đang bị kích động. Đây là con rắn thứ hai mình tìm thấy trong buổi tối hôm nay. Lát nữa mình sẽ quay gần lại thì các bạn sẽ thấy cái đặc điểm mà dễ nhận dạng của con rắn lục mắt hồng ngọc là nó có một cái đôi mắt rất là đỏ, rất là đặc trưng. Đây là một con rắn đực trưởng thành. Đối với cái cá thể mà với cái size này á, nó đã tạo ra những cái vết cắn rất là nguy hiểm rồi. Nọc độc của nó gây rối loạn đông máu, sẽ gây hoại tử tại chỗ rất là nghiêm trọng. Nhưng mà chúng chỉ có đi kiếm ăn vào ban đêm thôi. Chúng thường xuất hiện ban đêm thôi. Ít khi mà chúng bò vào nhà dân hay là chủ động tấn công con người. Thường thì là con người cố gắng bắt hoặc là cố gắng đập chết hoặc là dẫm phải hoặc là đi vào trong bụi cây quệt phải thôi thì con rắn nó mới cắn. Còn bình thường thì chúng sống rất là xa khu dân cư, tại vì cái môi trường sống chủ yếu của loài này là trong rừng và thức ăn nó cũng không phải là ăn gặm nhấm. Cái thức ăn chủ đạo của cái loài này không phải là gặm nhấm nên nó cũng ít khi mà lui tới nơi mà con người sinh sống lắm. Tối nay không mưa nhưng mà cũng rất là may mắn. Đây là cá thể thứ hai rồi. Lúc nãy có tìm thấy một con rắn huyết lào Lycodon lionsis nhưng mà mình thả nó đi về phía bên trên kia rồi. Con rắn rất là đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ đi soi tiếp. Bây giờ là 9:30 rồi. Mỗi một loại rắn thì nó sẽ có cái khung giờ hoạt động khác nhau. Thường thì rắn cặp ni thì nó sẽ hoạt động muộn hơn, còn
Các loại rắn lục thì nó sẽ hoạt động sớm hơn. Thường thì chúng sẽ ăn một hai con mồi vào buổi nhập nhọn tối, và sau đó chúng sẽ trèo lên một cái cây nghỉ ngơi, rồi khi nào mà chúng tiêu hóa xong con mồi đó thì chúng sẽ đi kiếm ăn tiếp. Chúng dùng cái đoạn đuôi quấn 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 để đỡ toàn bộ cơ thể, đầu co lại sẵn sàng để giải phóng lực tấn công. Đây là cái tư thế mà các bạn thường thấy các loài rắn nó sẽ phòng thủ theo cái tư thế này. Tại vì rắn không có chi nên chúng sẽ sử dụng hai cái nanh độc để bảo vệ mình. Và đây là cái tư thế mà để tấn công khi mà chúng gặp nguy hiểm. Các bạn đừng có cầm giống như mình nha, tại vì mình sẽ biết được là cái khoảng cách an toàn là bao nhiêu. Tại vì khi mà con rắn nó phóng cơ thể đi đi thì nó sẽ tính toán là cái khoảng cách mà từ cái vị trí mà nó đứng cho đến cái chỗ mà cái điểm mà nó có thể cắn. Mình phải tính toán được cái khoảng cách an toàn thì mình mới cầm nó an toàn được. Nếu mà các bạn chỉ cần tính sai khoảng cách an toàn thôi thì nó sẽ cắn vào tay các bạn liền. Đó. Nên đừng làm theo những cái hành động khi mà mình làm trong nội dung clip, nó sẽ rất là nguy hiểm cho các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ thả nó đi, mình sẽ đi tìm các cái loài rắn khác để quay cho các bạn coi. Rắn di chuyển rất là nhanh, chúng sẽ phóng vào trong bụi liền. Đây là một con nhện, gọi là nhện hùm cũng được, tại vì mình không có biết tên chính xác của con nhện này. Rất là hung dữ, chạy ngoài đường luôn. Hung dữ ghê chưa. Thôi để mình zoom lại, các bạn sẽ thấy nó có một cái cặp nanh rất là to. Đây, cặp nanh này. Con bọ cạp lúc nãy thì có thể handle nha, tức là có thể cầm tay được nha, còn con nhện này thì đừng. Đừng có cầm tay con nhện này, tại vì nó đốt rất là đau. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Khoan. Ok. Bình tĩnh. Đó, màu cực kỳ đẹp. Cái máy quay nó không lên hình, nó không lên được cái màu, nhưng mà bên ngoài nó sẽ có một cái màu tím, màu xanh tím. Lông kín luôn. Đây là phần mắt nè. Không, áo nét rồi. Rồi, ok. Rất là đẹp. Wow. Thường các bạn thấy nhện ở nhà nó rất là nhỏ đúng không? Còn trong rừng nhện nó sẽ to như thế nào. Leo lên người rồi. Từ từ chậm thôi. Đừng dùng tay. Bị dùng tay nó đốt á. Không sao. Ok. Đó, các bạn so cái size này. Nó dài khoảng tầm này khoảng tầm 14-15 cm không? Chưa tới, tầm 10 cm. Gì 10 cm? Ừ. Sao mà con này 10 cm được? Thường thì đo nhện là sẽ đo từ chân này sang chân này. Từ chân này sang chân này hả? Đây nè, sang này. À, đo chéo hả? Làm sao mà 10 xăng được, con này phải ít, phải tầm 12-13 xăng đó chứ. Nè, một găng tay nè, một găng tay này là 20 nè, con này phải tầm 14-15 gì đó. Đẹp ghê. Rồi bây giờ làm sao lấy nó xuống? Thọc tay lắm. Nó đốt đó nha. Đó thì cái thằng. Từ, đứng im. Đừng im. Em hất xuống là được. Đừng có hất để anh. Hất chưa? Chưa, nó bò ra đằng sau chân nè. Đừng im. Rồi xuống rồi. Rồi xuống rồi đó. Để cho nó xuống rồi. Ok. Ok. Bye. Làm phiền.
Để quay lại gần chút xíu. Chăn nhẹ và chăn sau nó sẽ tiếp tục nó bò nè. Đó. Ok, tạm biệt. Mình vừa mới tìm thấy một con rùa núi vàng. À, lúc nãy thì mình tưởng nó bị xe cán, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì không phải bị xe cán, mà giống như nó vừa mới bị mấy con chó. Ở bên kia có một cái trạm kiểm lâm, ở đó có khoảng tầm, nếu mà nghe tiếng chó sủa thì bên đó có khoảng tầm 3-4 con chó nhỉ. 3 con. Thì đây là con rùa mà bị chó ăn, chứ không phải là bị xe cán. Con rùa bị ăn hết phần mai luôn rồi, nó vẫn còn sống. Mình nhìn thấy bao tử của nó luôn này, phần ruột bao tử còn nguyên hết. Con rùa này khoảng tầm 200 gram, một con rùa cái. Thường thì các cái loại động vật mà được con người thuần hóa, ví dụ như mèo, mèo giết rất là nhiều bò sát lưỡng cư xung quanh nhà, chim, sóc, mèo đi săn không phải là vì mèo đói, mà là vì cái bản năng săn mồi của mèo nó vẫn còn duy trì cho các cái thế hệ sau, nên mèo săn là vì đam mê chứ không phải là vì mèo bị bỏ đói. Một số mèo hoang thì có săn bắt mà ăn luôn, nhưng mà mèo nhà thì nó vẫn duy trì cái tập tính đấy. Còn con rùa này là bị chó của bên trạm kiểm lâm nuôi ăn. Mình không dám khẳng định, nhưng mà xung quanh đây thì thực sự là không có cái khả năng nào khác xảy ra, tại vì con rùa này nó bị nhai nát hết cái phần xung quanh này. Thì đây là cái cách ăn của chó nhà, chứ không phải là của động vật hoang dã. Tại vì xung quanh đây đa số là rừng tràm hết, và có người và có chó nữa, nên chắc chắn là cái loài động vật nào đó mà có thể ăn được con rùa như thế này thì chắc chắn là nó sẽ không sống ở xung quanh khu vực này. Xung quanh đây không có nhà dân, mà chỉ có một trạm mà kiểm lâm duy nhất thôi, thì cái khả năng cao nhất vẫn là các cái con chó của bên chỗ trạm kiểm lâm ăn con rùa này. Một con rùa núi vàng nha. Lúc nãy giờ mình quên, mình không có nói đây là rùa gì. Đây là một con rùa núi vàng, bị ăn hết phần viền, lộ phần ruột bao tử ra, nhưng mà con rùa vẫn đang còn sống luôn. Nó đang rất là đau, nó đang thu hai cái chân lại và nó rút cái đầu vào bên trong. Không hề có vết xe cán. Trước đây khoảng 2 năm thì mình có tìm thấy một con rùa núi vàng ở trên cái đoạn đường này luôn. Nhưng mà lúc đó mình tìm được con rùa size rất là to, khoảng tầm gần 2 kg. Đây là lần thứ hai mình tìm thấy rùa núi vàng ở tại cái vị trí này. Nhưng mà rất là không may mắn cho con rùa. Có mấy anh kiểm lâm đang ra. Hello anh. Mấy em làm gì đây? Em đi coi chụp hình rắn bò sát lưỡng cư. Cái gì? Rùa núi vàng bị mấy con chó ăn. Ăn gần. Tội gì? Đi con gì? Chó ấy. Đi mấy người? Em đi 2 người. Em nghỉ ở trong nhà khách. Thế chó cắn qua. Dạ, không, định chạy qua rồi, cũng định chạy qua nhanh để cho chó khỏi sủa các anh nghỉ, nhưng mà thấy con rùa. Em xin phép em nhặt cái xác con rùa này nhé. Dạ, về em ngâm cồn. Sorry anh, em phiền cái anh ra. Rồi. Bye bye. Em đi về đây.